nhà máy gì vừa mới nói mình khi mà tổng thống mới lên, cả cái trái đất này quay 180 độ, cả nước Việt cũng bị cuốn theo. Mình là ăn sái đó con, mình ăn sái cái ông đầu óc vàng bị ngàn nạn. Bởi vì ngày tại sao mấy con nên nhớ số bộ hiến 10 tuổi thọ cho ông Trump, đó là một điều rất là xứng đáng. Ông không thành công, sư phụ phải tái sanh đó. Ông không có muốn tái sanh làm người nữa. Nếu mà sư phụ tái sanh một lần nữa chắc nước Việt sợ không còn quá. Đâu có đâu, còn bộ xương và bị diệt vong, khó sổ bản đồ trên thế giới. Trung Cộng nó chỉ cần 10 năm thôi, nó giống như Hoàng Sa, nó tuyên bố là Việt Nam Sa. Rồi mấy thằng Phúc Kiến nó qua, nó cũng dùng lá cờ của mình, nó tuyên bố hôm nay nước Việt sáp nhập vô Phúc Kiến để thành Nam Kiến. Nó đặt gì? Mấy đứa nhỏ tuổi của con nó dám đứng lên không? Quang hô, vỗ tay, nước Việt Nam là nước Nam Kiến. Đây Phúc Kiến bây giờ là Nam Kiến. Xong, chừng 3 tháng sau là tất cả sách học đường thay đổi hết, bản đồ Việt Nam bị xóa, nhập vô khúc dưới thành cái chân gà đôi. Còn có muốn vậy không? Có ai đây muốn vậy không? Không. Không muốn vậy thì lại cha lại mẹ cho nhiều nha con.